Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ 3 người gồm Nguyễn Bích Đào, 42 tuổi, Vũ Đình Vận, 30 tuổi và Đồng Quốc Duy, 25 tuổi, cùng ngụ xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước để điều tra làm rõ hành vi hoạt động tín dụng đen và đánh bạc. Trước đó, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Nguyễn Bích Đào khi đang thu 30 triệu đồng tiền lãi của một người vay tại quán cà phê thuộc thôn 3, xã Bom Bo. Khám xét khẩn cấp tại nhà Đào ở thôn 3, xã Bom Bo, cơ quan chức năng thu giữ nhiều giấy tờ sổ sách liên quan tới các hoạt động cho vay lãi nặng, ghi số đề và cả độ bóng đá. Tiếp đó, lực lượng chức năng tiếp tục bắt và xét nhà Đào Thị Mỹ Duyên, 29 tuổi, thôn 3, xã Bom Bo, là chủ tiệm cầm đồ 93 về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, thu giữ nhiều sổ sách giấy tờ cho vay, đồng thời bắt giữ khẩn cấp đối với Vũ Đình Vận và Đồng Quốc Duy về hành vi đánh bạc. Đào khai nhận đã cho 19 người vay với tổng trên 4 tỷ đồng, lãi suất từ 730% đến 1.460% một năm, thu lợi bất chính 298 triệu đồng. Bên cạnh đó, Đào còn chơi 7 trận cá độ bóng đá với Vận tổng 349 triệu đồng. Lực lượng chức năng tạm giữ Đào, Vận, Duy. Riêng Duyên đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên cho phép gia đình bảo lãnh tại ngoại để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.